Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về cái sản phẩm về điện máy. Hôm nay lên cho các bác 5 chiếc tủ lạnh của Aqua có giá thành chỉ từ 13 triệu đồng lên đến dưới 20 triệu đồng thì các bác sẽ sở hữu được một trong 5 chiếc tủ lạnh này với thiết kế mặt gương và có thiết kế hai cửa side by side dọc dài hoặc là bốn cửa. Đấy, các bác có thể tùy chọn được những cái mẫu model này. Thì em sẽ đi lần lượt từng model một để các bác có thể nắm bắt được cái chi tiết sản phẩm, thiết kế cũng như là nội thất bên trong. Thì các bác nào có ưng model nào có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, siêu thị điện máy Ecomark các bác nhé. Rất mong được sự ủng hộ của các bác bằng cách bấm đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất. Ở đây thì em đã xếp được liền mạch 5 chiếc tủ lạnh của Aqua. Aqua là một thương hiệu của Nhật Bản và hồi trước thì sẽ là thương hiệu Sanyo. Sẽ Aqua đã mua lại thương hiệu Sanyo và đổi tên thành Aqua, thương hiệu Nhật và dùng cho người Việt. Đây mà một thương hiệu rất là lâu đời và cũng như là model của nó được sản xuất từ hồi lâu và giá thành của nó cũng rất là tốt. Model chạy rất là bền, rất nhiều năm nó cũng không có gặp vấn đề gì cả. Một model đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho mọi người đó là con AQR gạch ngang S480XA. Màu là màu BL, là màu đen xám mọi người nhé. Đen xám, màu sẽ là hơi sáng như này, nó không phải là màu đen tuyền như này mà sẽ là màu xám. Với tổng dung tích là 570 lít là dung tích toàn tủ. Dung tích sử dụng sẽ là 480 lít mọi người nhé. S480 sẽ là dung tích 480. Với hệ thống cửa ở hai bên như này, các bác sẽ nhìn thấy này. Dọc dài sẽ có tay lắm ở chính giữa như này. Và phía bên này cũng tương tự như vậy. Những cái dòng tủ side by side như thế này sẽ thiết kế hai ngăn. Một ngăn đá ở phía bên này và một ngăn mát ở phía bên này. Với tổng dung tích của nó sẽ là 400 lít và chúng ta sẽ có một cái vách chia đôi ở đây. Nhược điểm của những dòng tủ side by side như thế này thì các bác sẽ để được những cái đồ nó nhỏ thôi. Nó đồ nhỏ ở phía từng ngăn một. Tuy nhiên thì nó sẽ lại dọc dài được từ trên xuống dưới. Nhược điểm là như vậy và cái ưu điểm của nó thì chúng ta sẽ có một chiếc tủ mà khi chúng ta mở ra nha, chúng ta sẽ biết được tổng quan bên trong nó có những cái gì. Một cánh tủ tổng quan bên trong có những gì. Và đối với dòng này sẽ có inverter tiết kiệm điện, không có lấy nước bên ngoài, không có làm đá tự động. Và những cái dòng này sẽ có bảng điều khiển điện tử ở phía bên ngoài như này. Hiệu suất điện năng lượng của dòng này sẽ được đánh giá theo Bộ Công Thương sẽ là 3 sao. Và hàng sẽ là hàng xuất xứ ở Trung Quốc các bạn nhé. Hàng xuất xứ Trung Quốc. Công suất tiêu thụ điện của nó sẽ là 185W trên 1 giờ. Giá của con này BM đang bán với giá là 13 triệu 300 nghìn. 13 triệu 300 nghìn. Giá rất rẻ mọi người nhé. Model đầu tiên. Model thứ hai mà em muốn giới thiệu cho mọi người đó là con AQR gạch ngang S541XA.BL. Màu là giống nhau, giống con bên kia. Tuy nhiên con này dung tích to hơn. Với tổng dung tích của nó cũng là 570 lít và dung tích sử dụng của nó lên đến là 541 lít mọi người nhé. 541 lít. Thiết kế cũng khá là tương đồng nhau. Và cái bảng điều khiển thì nó sẽ đẩy vào phía bên trong cánh như thế này. Con kia thì là bảng điều khiển nằm ở phía ngoài. Hiệu suất năng lượng của dòng này thì Bộ Công Thương cũng đánh giá là 3 sao. Và dòng sản xuất ở Trung Quốc, công suất tiêu thụ điện của nó lại nhỏ hơn, 112W trên 1 giờ thôi. Con kia 185W, rất chi là tốn điện hơn, nhỏ hơn nhưng lại tốn điện hơn các bác nhé. Con này thì bác sẽ nhỉnh hơn này. Với thiết kế không gian ngăn mát và ngăn đá thoáng hơn, rộng hơn, chúng ta cũng sẽ chia làm hai vách ngăn. Và các cái thiết kế này sẽ giống hệt nhau với một vách ngăn như thế này. Công nghệ làm lạnh sẽ là Dell Fresh, giúp cho chúng ta có một chiếc tủ lạnh tươi mát hơn. Kháng mùi khử khuẩn. Và cánh tủ thì được làm bằng thép kháng khuẩn nữa. Công nghệ T-Win Inventor. Giá thành của dòng này thì bên em đang bán với giá là 15 triệu 270 nghìn. 15 triệu 270. Trên 15 triệu đồng một chút nhé. 15 triệu 270. Nó sẽ nhỉnh hơn con kia. Con kia là 13 triệu 300 nghìn thôi. Con này là 15 triệu 200. Chênh nhau 2 triệu đồng. Thì chúng ta có công suất tiêu thụ điện nhỏ hơn, bảng điều, dung tích tủ lớn hơn. Rồi tiếp đến sẽ là 3 chiếc tủ ở phía bên này sẽ là thiết tủ dòng mặt tủ gương mọi người nhé. Mặt gương. Mặt gương thì sẽ giúp cho chúng ta có một không gian rộng hơn. Khi chúng ta đứng nó sẽ soi được phía đằng sau này, các bạn nhìn thấy. Nó sẽ soi được phía đằng sau, đằng trước chúng ta có những gì. Giúp cho chúng ta có khi ở trong học bếp chúng ta có một không gian rộng hơn.
đẹp hơn, thoáng đáng hơn và sang trọng hơn. Đi kèm với nó thì giá thành nó sẽ nhỉnh hơn. Con thấp nhất mà em muốn giới thiệu cho mọi người là con dòng tủ 4 cửa đây. 4 cửa mặt gương. 4 cửa mặt gương con này có ký hiệu là AQR gạch ngang IG525AM, màu là màu GB, màu đen. Bảng điều khiển điện tử ở phía bên ngoài, rất sáng mọi người nhé, rất sáng. Đối với dòng tủ 4 cửa thì các bác sẽ sở hữu được nhiều tính năng nổi trội hơn khi chúng ta có một cái không gian phía bên trong nó rộng để các bác để đồ nó được thoáng hơn và để nhiều những cái phần dụng cụ thực phẩm to, các bác để được không gian nó rộng hơn rất nhiều. Nó sẽ đẹp và sẽ tiện ích hơn những dòng tủ side by side như thế kia. Và cánh ở phía ngăn mát thì chúng ta ở trên, đá thì ở phía dưới. Các bác sẽ dùng ngăn nào các bác sẽ mở ngăn đó. Khi chúng ta biết được thực phẩm để ở góc bên này thì các bác mở cánh bên tay trái, để ở bên tay phải, mở bên tay phải. Nó cũng sẽ tiện hơn so với những dòng tủ side by side rộng dài. Và khi mở được một cánh ra thì nó sẽ tiết kiệm điện năng hơn so với những dòng tủ mà chúng ta mở dọc dài hai cánh. Đối với những dòng tủ này thì hàng là hàng của Thái Lan, nó không phải hàng Trung Quốc mà nhá, hàng nhập của Thái Lan nguyên chiếc. Các bác có thể xem ở cái tem năng lượng như này. Hàng nhập của Thái Lan và công suất tiêu thụ điện của nó rất nhỏ, chỉ rơi vào 106W trên 1 giờ thôi. Có công nghệ kháng mùi khử khuẩn TAB và có chuông báo khi mở cửa quá 1 phút nó sẽ báo chuông cho các bác. Đối dòng này thì BM đang bán với giá chỉ rơi vào 16.450.000. 16.450 các bác nhá. Nhỉnh hơn con phía bên trong này khoảng độ 1.2. 1.2 các bác nên cân nhắc thêm 1.2 chúng ta mua được dòng tủ như này, đẹp hơn, sang trọng hơn. Rồi tiếp đến sẽ là một con tủ ngay phía bên cạnh nó. Đây là con AQR gạch ngang IGW525M. Con M khác với con AM là nó sẽ có thêm một cái phần lấy nước bên ngoài. Và bảng điều khiển của nó cũng sẽ thiết kế khác đi một chút. Còn đâu tất cả các tính năng ở phía bên trong dòng tủ 4 cửa như thế này, nó sẽ giống so với dòng tủ bên kia. Giống so với dòng tủ bên kia. Và sẽ có thêm một cái hộc nước để chúng ta để nước ở đây. Làm nước mọi nhá. Công nghệ TABT giúp cho kháng mùi khử khuẩn tốt hơn mọi người nhá. Phía bên dưới cũng tương tự như vậy. Tương tự như vậy mọi người nhá. Và thiết kế mặt của nó cũng sẽ là mặt gương. Bác nhìn thấy mặt gương soi nhỉ. Đối với dòng tủ có thêm lấy nước bên ngoài, giá thành của nó lại cao hơn khá chi là nhiều. Với giá thành là 19 triệu 090 nghìn. Nó sẽ cao hơn con này khá chi là nhiều các bác nhé. Các bác có thể cân nhắc từ 3 triệu đồng các bác sẽ sở được một con tủ có thêm lấy nước thôi. Thì các bác mua con dòng bên này sẽ là tốt hơn. Và đối với những dòng như thế này thì cũng hàng sẽ hàng của Thái Lan, hàng nhập nguyên chiếc của Thái Lan. Các dòng tủ quá qua các bác sẽ được bảo hành điện tử 2 năm tại nhà và đổi mới trong 30 ngày nếu gặp đối với nhà sản xuất rồi nhé. Con model cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho mọi người đó là con tủ side by side 2 cửa đây. Và được thiết kế mặt gương. Mặt gương rồi nhé. Đối với dòng tủ này thì nó sẽ có ký hiệu là AQR gạch ngang IG696FS, màu là màu GB, màu đen. Dòng tủ này sẽ có bảng điều khiển ở phía bên cánh như này. Nó khá giống so với những dòng tủ mặt thép ở đây. Và chúng ta sẽ có hiệu suất năng lượng là 3 sao thôi. Công suất tiêu thụ điện là 138W. Đối với những dòng tủ ở phía bên 4 cửa như thế này, hiệu suất điện năng của nó được đánh giá lên đến 5 sao cơ. 5 sao. Nó tốt hơn với dòng tủ side by side như này. Đối với dòng tủ này thì các bác giá cũng khá chi là cao. Giá hiện tại bên em đang bán nó ngang ngửa so với những dòng tủ 4 cửa có lấy nước phía bên kia. Giá sẽ là 10 tủ 4 cửa có lấy nước phía bên kia. Giá sẽ là 18 triệu 900 mọi người nhé. Đây là không gian bên trong. 18 triệu 900. Không gian bên trong dòng tủ side by side thiết kế rất rộng mọi người nhé. Rất rộng. Dòng tủ này thì có tổng dung tích là 628 lít và dung tích sử dụng là 602 lít. 602 lít mọi người nhé. Dung tích to hơn, tất nhiên là nó sẽ to hơn rồi. Rồi giá thành nó cũng ngang ngửa so với dòng tủ 4 cửa như này. Dòng tủ 4 cửa như thế này giá cái dung tích của nó chỉ rơi vào là 516 lít thôi. Nên dòng tủ này lên đến 600 lít, nó chênh nhau ở 100 lít thì giá thành nó sẽ cũng ngang ngửa nhau là cũng là chuyện bình thường thôi nhá. Thì các bác nào có nhu cầu mua sắm thì nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em tại km 13 Đông Ba thị trấn Đông Anh. Website của bác.vn các bác nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.